Erin đang là vị tướng xạ thủ gây nhiều tranh cãi nhất hiện tại. Nhiều anh em cho rằng Erin ấy phải phun phép, còn thì bảo là Erin nhá, lên đồ tốc đánh trên mạng kết hợp đồ phép sẽ linh hoạt hơn việc lối chơi. Đâu chỉ vậy, nhiều anh em cho rằng Erin phải phun tanker, còn thì bảo là Erin thôi cứ lên đồ công vật lý như vị tướng xạ thủ truyền thống đi. Và đây là quan điểm của Tràng Game. Nếu bạn hiểu rõ đội hình hai bên và chất tướng, chúng ta hoàn toàn thể linh hoạt xây dựng trang bị tối ưu trong từng tình huống cụ thể. Đó là cách đúng đắn của những anh em game thủ tay to và tư duy sắc bén. Bởi Erin đa dạng lối đồ lắm anh em ơi, không lối đồ nào là đúng 100% cho từng trận đấu đâu. Và vì anh em yêu cầu nên Trạm Game sẽ thực hiện top 5 vị tướng khắc chế Erin. Bất mí nhỏ nè, vị tướng này cực kỳ dễ bị khắc chế, đừng cấm làm gì, bởi vì cô nàng vừa mở giấy lại thiếu cơ động. Bắt đầu thôi. Thứ nhất, Elsu. Có thể coi Elsu là xạ thủ mạnh nhất ở đường sông tại thời điểm hiện tại với cá nhân Trạm Game, vì với những viên biến hình kích chuẩn xác có thể khiến cho xạ thủ dù ở bất kỳ giai đoạn nào, nếu trúng một hay là hai viên thôi ấy là cũng thở oxy gấp. Dù cho là cái vị tướng mạnh đầu game như là Van Hên, chứ đừng nói là tướng yếu ở đoạn này như là Erin. Tất nhiên ngoài Elsu, chúng ta để cân nhắc vài tên khác, đó chính là Van Hên, Vio, Theonat, Cavani với sức mạnh đáng gờm ở thời điểm đầu game. Những vị tướng như là Vio hay là Theonat còn có lợi thế về sải tay nên dù kéo lên game không hề quá ngắn ngại Erin. Bên cạnh đó, theo dữ liệu mà cả gián đài cung cấp đó, thì Stuart là cái tên có thể khắc chế Erin, dù như chúng ta đều biết được rằng Erin có sân thương phép không hề nhỏ đâu. Và như thế tức là Stuart ấy phế mất chiêu 2 rồi còn đâu. Cái này tiên gì hơi khó hiểu nhá. Anh em nào có thể lý giải không? Hay là theo cả gián đài Erin phải lên full vật lý mới khỏe và chuẩn meta? Gác lại vấn đề đó sang một bên, cùng quay trở lại với Elsu đi cùng Erin nào. Mới đây thôi, ở một buổi livestream của bình luận viên Tùng Họa Mi có đưa ra quan điểm về Erin với chiêu 2 có thể né được đạn của Elsu. Nhưng cha anh em chơi Erin đều hiểu, lúc mà chưa quen, thậm chí là đã chơi nhiều ấy, thì việc tận dụng chiêu 2 để né đạn của bờ tay to Elsu ấy, nó không hề đơn giản chút nào. Cộng với cấu trúc đường rồng bây giờ nhá, cực kỳ dễ bị thọt lính nếu bị cấu thì đi quá nhiều máu. Đó mới là giai đoạn đi đường nhá. Còn về sau, chỉ cần Elsu giữ vị trí tốt và duy trì được những pha viên kích vào Erin thì chắc chắn sẽ khiến cho Erin dù có tiền cũng cực kỳ khó chơi. Cứ ló mặt ra ăn một viên nửa cây máu ấy thì sao dám chơi đây. Ở giao tranh, khả năng xả thương liên tục của cả hai thì Erin sẽ vượt trội hơn nhờ chiêu cuối. Nhưng là để bắn nhịp ngắn và trị tanh ấy thì Trạm Game vẫn thiên về Elsu hơn. Tất nhiên là khi chịu bắn tay nhá, chứ cứ ngắm ngắm ấy, cẩn thận Erin lại xúc đàm cho đó. Thứ hai, Ngộ Không. Thật khó để bỏ qua những con bài sát thủ khi cần gõ vào đầu những vị tướng xạ thủ như là Erin. Có thể liệt kê vài tên như là Nagrod, Aoi, Kain, Zuka hay cả là Ngộ Không. Khi mà nếu không phải thua quá nhiều tiền đó thì chắc chắn Erin sẽ phải khóc thét cứ khi nào bị hỏi thăm. Như là Ngộ Không đi, chấp nhận ở đầu game nha, trốn và farm, không hỏi thăm quá nhiều sức khỏe của Erin, nhưng có cơ hội là oánh ngay. Nhưng cứ để Ngộ Không song thánh kiếm, mà đặc biệt là có sớm nha, thì Erin cứ điệu chừng vụt cho không chạy được luôn. Vừa tàng hình để áp sát lại có khống chế từ chiêu cuối. Ừ thì Erin nếu chiêu cuối trước ấy thì dù bị khống chế vẫn có thể thoải mái xả thương, nhưng nếu bị đập trước hay là Ngộ Không tàng hình thì Erin cũng chỉ biết cầm nín thôi, vừa không có mục tiêu để gây sát thương lại không kịp mở chiêu cuối để phản ganh ấy chứ. Tất nhiên đó là kịch bản đẹp khi Erin không bên cạnh trợ thủ mà thôi, chứ mà Erin có mắt thần nè, rồi là cộng thêm trợ thủ bảo kê gắt ấy, thì Ngộ Không hay là tụi sát thủ Trạm Game kể bên trên ấy rất là khó bắt. Nói đi thì vẫn phải nói lại, khi Erin chưa nhiều đồ và tụi sát thủ đang xanh ấy thì để tự tin băng vào và làm thịt Erin dễ dàng. Nhưng khi Erin full đồ thì nên có những sự giúp đỡ nhỏ đồng đội, có thể là một pha kiến tạo khống chế bất ngờ như là bọn Zimnit, Rumbua, Malok, hay là những pha cấu điểm máu cho tranh như là Elsu, Jue, Vio chẳng hạn ấy. Khi đó Ngộ Không hoàn toàn thể vét Erin cách nhẹ nhàng, có tốc biến thì càng nguy hiểm và bất ngờ hơn ấy chứ, đúng không? Nhưng mà các bạn cũng phải dè chừng nhá, ví dụ như là anh em bị phát hiện tầm nhìn nè, rồi là Erin có những trang bị bảo mệnh, ví dụ là cầu băng xương, rồi là mua bán đồ các thứ đó, hãy hết sức cẩn thận, chậm tay nhá, lật kèo ngay đó. Thứ ba, Pain. Pain chắc chắn là nửa ác mộng kinh hoàng của những con bài máu mỏng nói chung và xạ thủ kém cơ động nói riêng. Trùng hợp thay, Erin có thể coi là con mồi hoàn hảo dành cho Pain. Pain đáng sợ, vừa cả từ sát thương xuất khủng, lại có khả năng áp sát bất ngờ với dì lồn truy, đeo bám với hồn gọi xác, đặc biệt còn gây khó chịu với những tình huống câm lặng. Ừ thì Erin nhá, thấy Pain chút cuối vào có thể bật chút cuối trước và sử dụng cầu băng xương các kiểu. Nhưng cha anh em đã biết hoặc là không ấy, thì Pain chiêu văng hồn trận nhá, ngoài tác dụng gây sát thương kèm câm lặng thì còn giúp cho Pain hồi phục khi chuyển hóa 30% sát thương phép phải chịu trong 5 giây thành máu. Hay đơn giản là trong 5 giây nếu dính sát thương phép nhá, Pain sẽ được hồi máu. Erin sát thương chủ đạo ở kỹ năng ấy lại toàn là phép, nên chỉ cần không bị sốc quá nhanh ấy thì Pain cân được hết. Tất nhiên cũng như những gì Trạm Game đã nêu, nếu kỳ có bọn bảo kê gắt ấy thì nên cân nhắc bay chút cuối vào thời điểm nào, coi chừng bay láo nhá, tự hủy đó. Vậy chúng ta phải làm gì? Đơn giản thôi anh em, đợi đồng đội cấu đỉa thôi. Mỹ có thể là bọn Iggy, bọn Duy đó anh em, rồi là bọn xạ thủ thì bọn Vio, Elsu đúng không ạ? Cho bọn nó chơi trước, hoặc là các vị tướng tanh băng càn vào, khép góc trước đi và chúng ta vào sau.
chứ bây giờ lao đầu vào nhá. Cẩn thận đấy, lật kèo như chơi, đừng đùa với một Erin đủ đồ các bạn nhá. Đương nhiên với sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Pain, tốt nhất là endgame sớm đi, đừng kéo lết làm gì. Thứ tư, Zibnit. Erin dù có lợi thế là hai nguồn sát thương hỗn hợp nhưng khả năng đục tanh cũng như là đào thoát của cô nàng khá là kém, thành ra trẻ game từng méo mặt khi đánh ranh đài và gặp tụi Zibnit nè, Thane rồi bọn Skirt, Tara, Omen, Mark Bison, gần như không có đồ giải khống chế, không tốc biến là nằm ngay. Đặc biệt là con Zibnit nhá, nó đã trâu với hạt giống sinh mệnh thì thôi ấy, lại còn rất nhiều hiệu ứng khống chế, kể cả Erin bật chiếc cuối trước ấy thì Zibnit với một chiếc cuối chưa cần thối âm thạch, có khi lúc đó Erin đóng vai một con muối khi cố đốt inox cũng nên. Ừ thì có thể sử dụng kiếm Fenrir nhưng trang bị này chỉ có tác dụng với đòn đánh tay, nên khi anh em chiếc cuối Erin hoàn toàn vứt đi món trang bị này. Mà nhìn Erin bắn tay trước Zibnit ấy thì có vẻ hơi a đuôi, tuy nhiên có thể khắc phục bằng lên mặt nạ Berit như bị tướng pháp sư hay dùng, à phải có xuyên giáp khủng đó nhá. Nhưng dù cho Erin full đồ vẫn khá phải lén khi bên kia có một con Zibnit full đồ có huân ân choi, có thối âm thạch các kiểu. Dù vậy câu chuyện vẫn cần lưu ý là nếu các vệ tinh của Erin làm tốt, không để cô nàng bị chạm vào ấy, thì Zibnit cũng khá khóc thét khi bị thả diều đó. Thứ năm, Floor. Không chỉ tụi sát thủ mới khoái gặp Erin, mà kể cả những đấu sĩ như bọn Floor, Zena, Richter, Quy, kể cả là bọn Zephyr, Wonderzan cũng rất là khoái bắt vào Erin. Floor nha, vừa đủ sát thương, khống chế kèm cơ động để dí và dập Erin, là có độ trâu nhất định so với các vị tướng sát thủ. À nếu anh em không biết ấy, thì gần đây Trảm Game có video về Erin và trong đó một cái tình huống ao nhây Floor. Nói chứ, phần đó nha, vừa hay mà nó vừa may. Vì nếu chỉ cần Floor bình tĩnh với các lần ném hoa, thì Erin ấy chỉ có cúc thôi. Kiểu là Erin sẽ có những nhịp lách khi có đủ 3 số nội tại xanh hoặc là dùng chiêu hay, nên chúng ta thể dựa vào đó và chậm lại một nhịp, đợi Erin lướt ấy, sau đó làm gì thì làm. Tất nhiên, anh em tay to, múa nhanh, múa cancel ambition, hủy hoại ảnh đó thì chẳng cần phải quá bận tâm đâu, Erin chỉ có khóc. Vừa không có kỹ năng để bỏ chạy khỏi Floor một cách dứt khoát như tụi Slim hay là Hete, mà sát thương chiêu cuối dồn vào khi Floor mà chơi kiểu là thương khung kiếm cộng huân ứng choi thì cũng không có nốt. Thành ra khi Floor khắc được chiêu cuối và tìm tới Erin ấy thì chỉ có nước cầu nguyện thôi. Đồng ý, mấy con đấu sĩ như là Floor rồi là bọn Zena, Quy ấy thường chỉ đi đường xe ra, nên nếu đầu game bên dưới làm quá tệ và để Erin sanh sớm trước khi bọn này có huân ứng choi và kịp can thiệp sâu vào giao tranh ấy, thì khi Erin đổi đường vào trợ thủ ấy thì cũng khá là bàn căng đó nhá. Đương nhiên ở một giao anh tổng với một Floor lên đồ semi ấy, tiên gì tin chắc rằng vị tướng này vẫn có thể khắc và hạn chế sức mạnh của Erin được. Và đó là vị tướng Trảm Game gợi ý cho anh em để hạn chế sức mạnh của vị tướng Erin. Bạn sẽ sử dụng vị tướng gì? Anh em muốn Trảm Game khắc chế vị tướng gì? Bình luận đi.